Dù điểm thi rất cao đạt gần 28 điểm khối B, thế nhưng nhiều thí sinh vẫn bị rớt tốt nghiệp, chưa đại học vì một lý do. Nhiều giờ qua, mạng xã hội đã xôn xao khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được các sĩ tử cả nước mong chờ. Bên cạnh những gương mặt ưu tú với thành tích thủ khoa toàn quốc, một số trang tin chia sẻ về trường hợp một thí sinh tại Nam Định có điểm nhiều môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nói là đẹp như mơ, trong đó toán 9 điểm, ngữ văn 8,25 điểm, vật lý 7,75 điểm, hóa học 9,25 điểm, sinh học 9,5 điểm. Theo đó, dù có điểm thi khá cao đều ở các môn, thế nhưng thí sinh đến từ Nam Định lại bị điểm 0 môn tiếng Anh dính vào điểm liệt nên dẫn tới rớt tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí là thương cảm đối với trường hợp thí sinh học giỏi nhưng bị trượt tốt nghiệp vì không may. Bởi lẽ nếu xét tổ hợp xét tuyển, tổ hợp cao nhất khối B, em có tổng điểm đạt đến 27,75 điểm, gần 28 điểm. Được biết, trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2023, có 6 thí sinh bị không điểm môn tiếng Anh, trong đó thì có 5 thí sinh tại Nam Định, bao gồm thí sinh kể trên. Những thí sinh khác bị rơi vào trường hợp điểm liệt cũng có điểm thi tương đối cao. Trong đó có một thí sinh tại Thái Bình đạt 10 điểm tròn môn lịch sử, tuy nhiên lại chỉ có một điểm môn tiếng Anh nên thí sinh này đã không được xét tốt nghiệp trung học phổ thông.